Rồi, lời nói đầu tiên cho bên Sự Tiền Hồng Thắng gửi lời chào đến anh em trên cộng đồng mạng ha. Hôm nay bên Sự Hồng Thắng quay cái đầu nổ được nhập từ hàng bãi về. Mình quay về xem chi tiết nha nè. Đây, xe nét về em động cơ Yanmar 4T88 nha. Đây, 4T Yanmar 88. Này, hàng bãi chầm chầm nha anh em. Chưa qua sửa chữa và dặm tuốt nha. Cũng có mua về thì châm dầu châm nhớt cái đề chạy à. Anh em có nhu cầu xài thì tháo ra chế biến rồi cho nó gọn ghẻ. Còn anh em nào mà gác đúng loại máy cài thì phù hợp. Rồi giờ mình quay đôi nét cho em này ha. Nét sơn thì nó cũng rất liêu ghiêu và lắm tắm. Hàng bãi thì không tránh khỏi nha anh em. Hàng bãi là hàng đã qua sử dụng ở bên nước ngoài, mình nhập về là mình phải chịu thôi. Còn anh em kêu đồ can này kia nước sơn liền thì cũng hơi hiếm nha. Đây, quay vô. Dầu là đầy đủ ha. Cái đài này nó có cái bơm dầu phụ luôn anh em. Máy này là tắt điện, còn nguyên luôn. Giờ mình tháo ra mình đề, chút mình đề chạy rồi mình gắn lại ha. Anh em nào xài ấy, thì câu lại. Cái dòng máy này nó được giải nhiệt bằng cái xương hàn nhớt luôn nha, nước qua chung với xương hàn giải nhiệt. Bao anh em máy này chưa bung nha, con keo đồ đẹp nha, kiểu xám. Đây, đây máy ngóc đầu đây, bơm chậu, cánh quạt rồi còn hoạt động bình thường nha anh em, chưa có dấu hiệu là rung lắc nha. Đây là bu lê đầu, cục đầu. Đây. Chưa có dấu hiệu mở nha. Hàng bãi mà mình nhầm khi mấy anh em chưa có xài thì còn hơi lăng tăng, còn anh em là xài rồi thì cái máy nó chắc thì nó không cần phải nó bảo hành. Máy nghe địa kêu bảo hành thì thua nghe anh em, không có bảo hành được nha. Tất cả giờ đi anh em đi tới đâu cũng vậy, mua không bảo hành nhưng mà bán thì phải có trách nhiệm thôi, chứ nó bảo hành không có bảo hành. Bảo bung, bao bung nắp, bung cốt rồi đổ tăng đa là được rồi nghe anh em. Tụi mình mua trên bãi thì chỉ nhìn qua hình hoặc là test máy sơ sơ là mình lấy rồi, không có bảo hành gì chứ. Rồi em xem video chơi một tí nha, mình sẽ test máy cho anh em xem ha. Đây nha anh em. Đây lại nha. Máy này rất là nhạy nha anh em bà con. Chích cho chạy rồi. Cho anh em phải thừa ống ga, tại vì máy này mình test khô mình cũng không test nhiều được nha anh em. Rồi anh em nào mua thì vui lòng liên hệ ha. Rồi chào anh em.